Bạn muốn hẹn hò với ngôn ngữ lập trình Pascal? Vậy thì hãy thực hiện ngay hôm nay đi nhé, bởi vì ngôn ngữ lập trình Pascal là một người bạn cực kỳ dễ thương, cực kỳ đáng yêu. Khi tham gia một sự kiện về lập trình máy tính, cựu Tổng thống Mỹ, ngài Barack Obama đã có một câu nói nổi tiếng với học sinh và sinh viên của Mỹ: "Don't just play on your phone, program it." Hãy đừng chỉ có chơi mà hãy học lập trình đi. Ở trên màn hình là quang cảnh ngài Tổng thống Barack Obama đang học lập trình với học sinh và sinh viên của Mỹ. Quang cảnh này, đằng sau lưng đó là các trợ lý của ngài Tổng thống. Tổng thống đã khuyên học sinh, sinh viên Mỹ rằng hãy đừng chỉ có chơi mà hãy học lập trình đi. Và các bạn thấy ở bên tay phải đó là lời nhận định của ngài Tổng thống: máy tính sẽ là một phần lớn trong cái tương lai của chúng ta, và tương lai đó thuộc về các bạn, của các bạn trẻ, của các học sinh sinh viên Mỹ, và mở rộng là của thế giới. Và thế giới đó các bạn hãy kiến tạo đi. Chào mừng các bạn đến với loạt video luyện tập ngôn ngữ lập trình Pascal giúp bạn trở thành giỏi tuyển chuyên của Master Lan Dương Channel. Các bạn có thể liên hệ tư vấn, học hỏi và luyện tập với số điện thoại và email ở trên màn hình. Master Lăng Dương Channel. Chủ đề của video số 4 lần này là game đá bao kéo, Rock Paper Scissors. Chào các bạn đã quay trở lại kênh Master Lăng Dương Channel. Ở trên màn hình là nhóm nhạc BTS của Hàn Quốc đang chơi trò chơi đá bao và kéo. Ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, người nước ngoài cũng chơi trò chơi này với người Việt Nam. Nói chung đây là trò chơi mà gắn với tuổi thơ các bạn, chúng ta hay chơi để chúng ta phân đội hoặc là phân thắng thua, rất là quen thuộc với các bạn. Luật của trò chơi này là kéo thì thắng bao, bao thì thắng đá, đá thì thắng kéo. Đó, thì các bạn rất quen thuộc trò chơi này. Đôi khi trò chơi này ở Việt Nam gọi là quẳng tù trì, hay là người nước ngoài là one two three, quẳng tù tì các bạn ha. Các bạn nhớ cái câu nói là quẳng tù tì ra cái gì ra cái này không ạ? Đó là cái câu nói rất là quen thuộc khi các bạn còn là tuổi thơ, các bạn nhớ về cái tuổi thơ của mình. Các bạn cùng Mr. Đăng Dương đến phần lập trình. Yêu cầu lập trình số 1 là chúng ta lập trình cái trò chơi bao đá kéo với yêu cầu là người chơi với người. Ở đây Master Lăng Dương tạm gọi là phiên bản 1A, version 1A. Với cái phiên bản này, các bạn có yêu cầu là nhập ký hiệu của người thứ nhất và ký hiệu của người thứ hai. Sau đó in ra cho biết người nào thắng người nào hoặc là hòa. Với quy định ký hiệu là D, nhập vào á của người 1, người 2 á, D là đá, K là kéo và B là bao. Và vẫn tuân thủ cái luật của trò chơi này. Các bạn đến phiên bản version 1A. Tương tự để thực hiện một bài toán tinh về lập trình, ở đây là cụ thể là cái đề tài trò chơi đá, kéo và bao, thì các bạn phải xác định được là bài này có bao nhiêu đại lượng, bao nhiêu lời giải và bao nhiêu đáp số. Thì trong bài này chúng ta có các đại lượng như sau. Thứ nhất đó là cái ký hiệu. Ký hiệu của người thứ nhất, ký hiệu của người thứ hai, tức là chúng ta có hai đại lượng nhập vào diễn tả cho cái thông tin nhập vào là người chơi một, người chơi hai là đá, bao hoặc kéo. Tiếp theo đó là cái đại lượng, đó là ai thắng ai hoặc là hòa, thì cái phần đại lượng đó nằm ở cái phần xử lý và in đáp số. Như vậy với cái ký hiệu nhập vào chúng ta phải khai báo hai biến trong chương trình. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy là
Ký hiệu nhập vào là dữ liệu là D, K và B chứ không phải là con số các bạn ha. Vậy để khai báo hai cái ký hiệu của người nhập, người thứ nhất và người thứ hai, thì các bạn phải sử dụng một cái loại dữ liệu là kiểu dữ liệu CHA. Kiểu CHA này là viết tắt tiếng Anh là character, là một kiểu dữ liệu được phép chứa vào các cái ký tự chữ khác là kiểu số các bạn ha. Rồi, như vậy là để chứa vào ký hiệu D, K và B chúng ta phải khai báo là kiểu CHA. Các bạn quan sát, chúng ta như thực hiện trên màn hình. Quẩn, tù tì, các bạn khai báo là hai biến, đó là người 1, người 2 là kiểu CHA. Đây là kiểu dữ liệu mà chứa chúng ta nhập vào các cái chữ cái thì Pascal cũng chấp nhận. Như vậy là bạn lưu ý, ngoài kiểu Longin, Real chúng ta đã biết ở các video trước, thì chúng ta hôm nay biết thêm một cái kiểu là kiểu CHA, là để chúng ta lưu vào máy tính các cái ký tự chữ cái. Ở phần thân của chương trình, các bạn tiến hành nhập ký hiệu của người chơi 1 và người chơi thứ 2. Cách thực hiện như sau, các bạn dùng cặp lệnh write là nhập ký hiệu của người 1. Thì ở trong này, ở trò chơi này chúng ta có 3 ký hiệu là D, K và B. Chúng ta phải hướng dẫn người chơi ở trên màn hình bằng cách các bạn ghi là D. Các bạn ghi chú luôn, đó là D tức là đá. Thứ hai là K tức là kéo. Thứ ba là B tức là các bạn ghi là bao. Tức là hướng dẫn người chơi các bạn ha. Và chúng ta nháy ở ngoặc chấm phẩy. Đó. Và để cho thuận tiện trong cái việc là diễn tả của video này thì Mr. Tân Dương tạm thời lược bớt cái ý này đi. Tức là yêu cầu người chơi chỉ nhập là D, K và B. Còn khi các bạn thực hành ở nhà thì các bạn sẽ ghi rõ ra. Tiếp tục, các bạn dùng lệnh tiếp theo là lệnh readline là N1. Như vậy với người tới nhất sẽ nhập là D, K và B. Tương tự, các bạn sẽ sao chép hai lệnh này cho người thứ hai, đó là nhập ký hiệu của người thứ hai. Chúng ta cũng có tương tự là D, K và B. Và các bạn sửa lại lệnh đây là readline N2 là biến. Sau đó các bạn lưu lại F2. Các bạn đặt là quẩn tù tì. Đây các bạn ha, quẩn tù tì. Các bạn enter. Ở trên màn hình chúng ta có tên của chương trình là quẩn tù tì.pass các bạn. Tiếp theo, có một ý nhỏ ở đây là khi chương trình được chạy á, sẽ hiện ra cái ký hiệu là DKB để người nhập. Các bạn quan sát, Mr. Dương thực hiện ha. Các bạn để readline. Rồi, chúng ta thực hiện. Các bạn nhấn vào job chính, chạy thử, chúng ta nhập đó. D, người 2 nhập K. Đó. Tuy nhiên, ở đây chúng ta có một ý như sau. Nếu mà nhắc nhở là nhập DKB nhưng mà người 1 nhập là D in hoa, người 2 nhập K in hoa chẳng hạn, thì chúng ta trong chương trình chúng ta sẽ phải xử lý cái vấn đề này. Nghĩa là cho dù người dùng nhập là DKB in thường hoặc là DKB in hoa, chúng ta đều phải chấp nhận cả thì mới đúng các bạn ha. Vậy để tạo thuận lợi cho người chơi thì chúng ta làm như sau. Khi người chơi nhập vào các ký hiệu DKB vào biến N1, tương tự DKB, DK hoặc B vào biến N2, thì chúng ta phải biến tất cả các ký hiệu DKB đó từ thường thành hoa hết các bạn ha. Vậy cách làm như sau. Muốn biến như vậy chúng ta sẽ dùng một cái hàm ở trong Pascal, nó làm upcase. Hàm upcase này nghĩa là các bạn sẽ Pascal sẽ thực hiện là lấy giá trị nằm trong cái biến N1 này nè các bạn ha, đưa hoa hết các bạn và đặt trở lại biến N1. Như vậy là sau lệnh này chúng ta sẽ có N1, nếu họ nhập là D thường thì N1 sẽ thành D hoa, nếu nhập K thường thì N1 thành K hoa, vân vân. Tức là biến các ký hiệu in thường K, D, K, B thành các ký hiệu tương ứng là D, K, B mà in hoa các bạn ha. Rồi, như vậy là với hàm upcase này các bạn lưu ý, hàm upcase này nè chỉ sử dụng được với dữ liệu là kiểu CHA các bạn ha, kiểu CHA trên này. Đó, kiểu CHA tức là cái N1 là nằm trong cái hàm upcase này phải là kiểu CHA thì mới sử dụng được các bạn ha. Upcase là upcase các cái CHA lên từ thường lên hoa. Tương tự như vậy các bạn đã hiểu được cách làm rồi, chúng ta sẽ tiến hành là biến cái ký hiệu của người thứ hai cũng là từ thường thành hoa là dùng cái hàm upcase. Hàm là gì và cách sử dụng hàm ra sao trong lập trình Pascal thì Mr. Tân Dương sẽ làm các video tiếp theo. Các bạn nhớ nhấn like và các bạn nhớ đăng ký
kênh hoặc subscribe kênh và nhấn cái chuông để không bỏ lỡ tất cả các video tiếp theo của Master Đăng Dương Channel. Xin cảm ơn các bạn. Tiếp theo trong bài này chúng ta sẽ tiến hành là thực hiện cái lời giải. Thì với trò chơi đá kéo bao, chúng ta có luật chơi biết rồi, nghĩa là người thứ nhất ra ba ký hiệu đá kéo bao thì người thứ hai cũng ra có thể ba trường hợp, đúng không bạn ha? Nghĩa là một trường hợp này sẽ có ba trường hợp của người thứ hai, như vậy chúng ta có tất cả là 9 trường hợp. Nếu các bạn lập trình, chúng ta phải lời giải, chúng ta phải ghi 9 cái lệnh ít hiếu đó. Hoặc là các bạn phải ghi các lệnh ít eo lồng nhau, nghĩa là chúng ta có 9 trường hợp các bạn ha. Nhưng trong 9 trường hợp đó thì có 3 trường hợp là hòa, như vậy các bạn bớt lại là 9 còn 7. Tuy nhiên các bạn có thể lượt bớt thêm nữa là chỉ có 3 trường hợp thôi, đó là trường hợp hòa, thứ hai là trường hợp là người 1 thắng và thứ ba là trường hợp là người thứ hai thắng. Như vậy 3 trường hợp các bạn ha. Như vậy chúng ta dùng 3 ít thôi, 3 ít thiếu hoặc là 2 ít eo lồng nhau là được rồi các bạn ha. Rồi như vậy ở đây Mã Tăng Dương sẽ thực hiện theo phương án là có 3 lời giải. Các bạn quan sát trên màn hình. Chúng ta lời giải nhất đó là if N1 bằng N2. Ở đây các bạn thấy chúng ta có dùng if L nên các bạn gọi chữ L luôn các bạn ha. Tiếp theo, ở trong trường hợp N1 bằng N2 thì các bạn write luôn kết quả là hòa. Nghĩa là cái ký hiệu nằm trong biến N1 bằng ký hiệu N2 thì là hòa. Nghĩa là D bằng D, K bằng K và B bằng B, vậy là hòa nhau các bạn ha. Rồi, như vậy ở đây các bạn lưu ý lệnh write này nằm trên else nên chúng ta không được có dấu chấm phẩy các bạn ha. Các bạn lưu ý đây là cái nội dung trong video số 1, video số 2A mà Mã Tăng Dương đã trình bày các bạn xem lại ha. Ở đây là không được phép có dấu chấm phẩy nằm ở vị trí này vì nằm trên từ khóa else. Tiếp theo, dưới từ khóa else là hai trường hợp còn lại, các bạn ghi if tiếp tục, if điều kiện các bạn ha, then. Ở đây các bạn ghi else bạn ha. Rồi, ở đây là điều kiện là gì thì chút xíu nữa Mã Tăng Dương sẽ thực hiện ở trên màn hình. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ dự đoán kết quả là right là người 1 thắng. Và để cho đẹp các bạn ghi dấu chấm cả mới đẹp các bạn ha. Rồi. Và lưu ý lệnh này nằm trên từ khóa else nên chúng ta không được có chấm phẩy ở vị trí này các bạn ha. Điều này đã được trình bày trong video 2A, các bạn có thể xem lại video này về cái câu lệnh if. Rồi. Tiếp theo, các bạn ở đây dưới chữ L là các bạn sẽ ghi là người 2 thắng. Để mình tự copy lại cho nhanh. Đây, người 2 thắng các bạn ha. Người 2 thắng. Bạn sửa lại là người 2 thắng. Rồi, và đây là lệnh cuối của cái if này nên các bạn phải có chấm phẩy, các bạn lưu ý. Đây. Đây là cái lệnh if sẽ bắt đầu từ vị trí này và kết thúc ở vị trí này các bạn ha. If bắt đầu từ vị trí if và kết thúc ở vị trí này nên các bạn phải có dấu chấm phẩy ở đây. Đó là hết cần if. Nào. Thì bây giờ chúng ta xác định là muốn người 1 thắng thì như nào các bạn ha? Thì chúng ta ghi điều kiện như sau. Người 1 muốn thắng người 2 thì có 3 tình huống. Vậy chúng ta sẽ ghi như sau các bạn. Mở ngoặc or, mở ngoặc or, mở ngoặc. Nghĩa là một trong 3 trường hợp này sẽ là người 1 thắng. Vậy chúng ta sẽ bổ sung vào trong vị trí này các bạn ha. Rồi. Vậy thì ở đây chúng ta có chữ n nữa các bạn. Vì sao? Vì ở đây chúng ta có hai cái đơn thức bên tay trái n và bên tay phải n. Vậy chúng ta phải có dấu ngoặc. Và muốn người 1 thắng, ví dụ người 1 là biến N1 bằng ở đây chúng ta là chữ D hoa. Ở đây các bạn lưu ý có những vấn đề như sau. Thứ nhất, ở đây các bạn phải ghi là chữ D hoa. Lý do ở vị trí này các bạn đã biến cái ký hiệu DKB thành chữ hoa rồi bằng hàm uppercase. Tương tự N2 cũng là chữ hoa rồi. Tiếp theo, ở đây các bạn phải ghi chữ D hoa nằm trong cặp dấu nháy đơn. Lý do D đây là một cái giá trị, nó là một cái ký tự nên các bạn phải đặt trong nháy đơn. Nếu các bạn mà bỏ nháy đơn đi, nghĩa là các bạn lấy biến N1, lấy giá trị của nó, các bạn so với giá trị trong biến D các bạn. Mà D không phải là biến các bạn. Chúng ta chỉ có hai biến là N1, N2 thôi, có hai biến thôi các bạn. Còn D đây là giá trị nên ta phải đặt trong cặp dấu nháy đơn. Còn nếu để như vậy là sai, là biến D là sai bạn ha. Vậy D là một ký hiệu, là một giá trị kiểu ký tự nên phải đặt trong cặp dấu nháy đơn như là video 1 mà mấy anh đã trình bày, các bạn xem lại cái video số 1 đó. Rồi, vậy người 1 thắng thì một ra D thì người 2 phải ra là N2 D tức là đá thì đập kéo, phải kéo tương tự phải in hoa các bạn ha. Như vậy đây là một trường hợp thứ nhất. Bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm trường hợp thứ hai ở vị trí này. Và để thuận tiện Mắt Anh Dương sẽ sao chép điều kiện ở trên kia xuống và Mắt Anh sẽ xóa đi các bạn ha, xóa đi. Xóa. Xóa. Rồi, bấm Enter.
Và đây mới tự nhiên sẽ là thêm ở đây là vị trí sao chép xuống. Các bạn quan sát. Đây, trường thứ hai. Là trường thứ hai là gì các bạn? Đó là người 1 thì ra kéo thì người 2 muốn mà bị thua đó thì phải ra bao. Tương tự chúng ta còn một trường hợp nữa trong dĩ O là hoặc enter. Đen các bạn ha. Ở đây chúng ta sẽ có một trường hợp nữa copy xuống. Vậy người 1 có thể ra là bao thì người 2 sẽ phải ra là đá. Như vậy các bạn lưu ý, đây là một cái điều kiện của cái lệnh if. Nó hơi dài nên mắt ta đang dương xuống dọc để các bạn dễ nhìn các bạn ha. Nếu ở nhà các bạn để hàng ngang cũng được. Vậy ở đây điều kiện chúng ta là có 3 cái nhóm ý chúng ta kết hợp bởi chữ O là 2 O các bạn ha. Vậy người 1 sẽ ra những trường hợp này và người 2 trường hợp này thì sẽ là người 1 thắng. Tương tự trường hợp thứ 2 và trường hợp thứ 3 các bạn ha. Như vậy 1 thắng. Rồi còn nếu mà N1, N2 chứa giá trị mà không thỏa cái điều kiện này thì không có ra hòa. Cũng tương tự là không thỏa điều kiện này thì là không thỏa người 1 thắng thì còn lại là người 2 thắng các bạn ha. Rồi các bạn quan sát, Mắt Lăng Dương thực hiện chạy chương trình và xem kết quả. Các bạn nhấn F2, các bạn nhấn cột nhập chính. Các bạn nhập vô, ví dụ các bạn nhập vô là D thì là người thứ hai là K. Vậy người 1 thắng, đá đập kéo. Người thứ nhất nhập vô là kéo mà in hoa các bạn ha. Người thứ hai nhập bao chứ bê thường. Như vậy là người 1 thắng vì kéo các bao. Tiếp tục nhập vô K. Người 2 nhập K in hoa các bạn ha. Thì là hòa. Tương tự nhập vô D in thường. Người 2 nhập D in hoa. Vì chúng ta up cây rồi nên chúng ta không có sợ. Như vậy là D bằng D vậy là hòa. Như vậy ở trên màn hình là toàn văn bài giải của bài cái vẹt xông số 1, cái phiên bản 1A các bạn ha. Ở đây các bạn thấy là chúng ta có một số cái mới là hàm upcase bạn ha. Rồi và lưu ý là trong cái việc thực hiện so sánh các bạn phải đặt cái b d k là trong cặp dấu nháy đơn thì mới đúng. Và đây là các bạn sẽ có một cái điều kiện phức hợp có cái từ khóa o, cái phép toán o và các dấu ngoặc thì đã được trình bày trong cái video 2b và 2c. Các bạn sẽ xem lại các video đó. Tiếp theo các bạn đến phiên bản nâng cao là vẹt xông 1B, là nâng cao của cái phiên bản 1A vừa rồi. Ở phiên bản 1B này các bạn có một vấn đề là số hóa dữ liệu, nghĩa là D bây giờ đá bây giờ không phải là D nữa mà đá bây giờ là 0 các bạn ha. K bây giờ là 1 và B bây giờ là 2, tức là các bạn số hóa nó. Vì sao chúng ta phải thực hiện điều này các bạn ha? Lý do các bạn quan sát. Khi chúng ta số hóa đá là 0, kéo là 1 và bao là 2 thì chúng ta sẽ có cái bảng thống kê như sau. Đầu tiên các bạn thấy là đối với cái bảng là thứ nhất người 1 thắng đơn giản thôi là các bạn thấy là đá là 0, kéo là 1. Các bạn lấy số 0 cộng 1 thì bảng số 1 này như vậy là người 1 thắng. Tương tự số 1 này là kéo, các bạn cộng 1 và bằng 2, mà 2 tức là bao, vậy là kéo thắng bao, vậy là người 1 thắng. Và trường hợp nữa là người 1 ra 2, người 2 ra 0 thì người 1 thắng các bạn ha. Như vậy là chúng ta sẽ số hóa để chúng ta thực hiện cho đơn giản hơn, thay vì chúng ta ghi như bên này rất là dài các bạn ha. Tương tự ở cái bảng số 2 là ngược lại của bảng 1, là cái bảng số 2 là người 2 thắng, và tiếp tục ngược lại nữa là hòa. Các bạn thấy không, là N1 ra 0, N2 ra 0 bằng nhau, 0 bằng 0, 1 bằng 1 và 2 bằng 2 là hòa các bạn ha. Như vậy với cái bảng này chúng ta sẽ có các cái lời giải như sau. Nếu N1 bằng N2 tức là cái bảng số 3 các bạn ha thì là hòa, đúng không các bạn? 0 bằng 0, 1 1, 2 bằng 2. Còn ngược lại là trường hợp của hai bảng này thì muốn ra bảng số 1 là người 1 thắng á, các bạn thấy nếu N1 cộng 1 đây. Ví dụ người 1 thì ra 0 tức là đá, mà cộng 1 bằng N2 tức là 0 cộng 1 bằng 1. 1 bằng 1, vậy chứng tỏ là người 1 thắng, tức là đá thắng kéo. Tương tự ở vị trí này các bạn thấy 1 tức là người 1 ra kéo, cộng 1 là 2, 2 bằng 2 tức là kéo thì là thắng bao. Như vậy là ở đây chúng ta có cái điều kiện này. Hoặc trường hợp là người 1 ra 2, ở đây các bạn ha, người 1 ra 2, người 1 ra 2, còn người 2 á thì ra 0. Như vậy là người 1 ra 2, 2 tức là bao các bạn ha.
còn người hai ra không, tức là đá vậy bao thì thắng đá. Như vậy là với cái điều kiện này thì người một thắng. Ngược lại, cái bảng số 1 không thỏa mãn, bảng 1 không thỏa mãn thì là bảng 2, các bạn ha. Như vậy ngược lại thì là người 2 thắng. Các bạn, đó chính là mình số hóa thì chúng ta sẽ thực hiện nó đơn giản hơn và có vẻ gì nó toán học hơn các bạn ha. Rồi chúng ta thực hiện ở trên Pascal. Như vậy các bạn sẽ lưu ý với cái số hóa này thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên các bạn sẽ nhập ký hiệu vẫn là N các bạn ha, N. Rồi, ở đây ra là N1, N2 đã được thực hiện ra thành chữ in hoa. Sau đó các bạn thực hiện như sau, là nếu ở đây các bạn thêm một biến nữa là biến kiểu số các bạn ha, số là biến là số 1 đi, số 1. Rồi, số 2. Thì những số này á là kiểu số nguyên các bạn, số nguyên. Bởi vì chúng ta số hóa các bạn ha, là kiểu số. Sau đó các bạn sẽ đặt đây là if nếu là N1 mà bằng là chữ D. Đó là ký hiệu D thì các bạn sẽ ghi ra là số 1 2 chấm bằng D, ở đây chúng ta là đá là 0. Các bạn ha. Rồi, tương tự chúng ta sẽ thực hiện cho các cái trường hợp N1 nếu không ra D mà ra K thì đây là số 1. Còn nếu N1 mà ra bao thì đây là số 2. Như vậy chúng ta đã số hóa từ cái D K B thành là 0 1 2 với người thứ nhất. Tương tự các bạn sẽ thực hiện với người thứ hai, là nếu người thứ hai mà ra D thì cũng vậy, chúng ta sẽ thực hiện số hóa thành cái biến là số 2. Số 2 là 0 1 2. Sau đó các bạn thực hiện so sánh. Ở đây chúng ta sẽ không lấy cái biến N nữa mà các bạn sẽ thực hiện là lấy là số 1 bằng số 2, tức là người 1 và người 2 bây giờ là những cái con số nằm trong hai biến số 1 số 2 bằng nhau là hòa. Tức là đây chính là cái trường hợp của cái bảng này các bạn, của bảng số 3 bên này. Đó, tức là nếu như mà hai cái biến này chứa hai con số bằng nhau vậy là hòa. Bạn ha. Rồi. Còn nếu ngược lại hòa thì chúng ta sẽ không xử lý theo cái điều kiện nữa, nó hơi dài các bạn ha, mà chúng ta làm như sau. Chúng ta ghi là nếu, đây các bạn thấy cái điều kiện ở bên này. Nếu sao ạ? Nếu N1 là số 1 các bạn ha, các bạn cộng với 1 bằng số 2. Đó, đây là một trường hợp các bạn. Hoặc các bạn có ngoặc. Rồi, trong ngoặc này chúng ta có cái and các bạn ha. Vậy chúng ta để sẵn cái ngoặc trước. Đây các bạn, để ngoặc, ngoặc trước. Và chúng ta sẽ thực hiện là gì? Nếu số 1 bằng 2 và số 2 bằng 0. Như vậy là chúng ta xác định là một người một thắng các bạn ha. Còn ngược lại không thỏa mãn cái điều kiện này thì người hai thắng. Và các bạn để dễ nhìn, các bạn để mã tăng dương xuống hàng ở vị trí này, các bạn thấy đây chúng ta có như sau. Ở đây chính là cái điều kiện của cái lệnh if này các bạn. Đây là vị trí này các bạn ha. Rồi, và cái điều kiện thứ hai là o ở phía dưới này các bạn, là của cái này. Đấy các bạn ha. Vậy chúng ta chỉ cần là diễn tả cái lập luận khi chúng ta số hóa ký hiệu là những con số thì chúng ta thực hiện nó có vẻ gì toán học hơn, nó hay hơn các bạn ha. Đó. Như vậy với cái lập luận này và với cái số hóa này, các bạn sẽ biến thành cái lệnh trong Pascal như trên màn hình. Các bạn quan sát nó là như thực hiện ở trên màn hình. Nhấn F2 ha. Nhấn cột job chính. Các bạn nhập vào người 1 là D, người 2 là D, vậy là hòa. Người 1 là D, người 2 là K mà in hoa các bạn ha, thì là người 1 thắng vì đá đập kéo. Người 1 ra D, in hoa đi, người 2 ra bao in thường, như vậy là người 2 thắng. Bao thì bao lại cái đá các bạn ha. Như vậy là với cái yêu cầu ở cái phiên bản 1B chúng ta số hóa thì các bạn thấy là toàn văn bài giải ở trên màn hình các bạn ha. Đấy, từ khi chúng ta nhập vào chúng ta đổi ra in hoa và chúng ta số hóa cái N các bạn ha, N thành các con số. Ở đây là chúng ta có số hóa 3 trường hợp để vào cái biến là số 1 thành 3 giá trị là 0, 1, 2. Tương tự ở đây các bạn sẽ có số hóa các cái ký hiệu của người 2 vào biến số 2 và có cũng 3 trường hợp. Các bạn thấy ở đây chúng ta ghi 3 dòng
nhưng mà số 1 chỉ có một trường hợp thôi. Tương tự ở cái biến số 2 các bạn ha, có 3 dòng nhưng mà chỉ có một trường hợp thôi, tại vì tùy theo cái n họ nhập vào, đúng không các bạn? Vậy một trường hợp thôi. Vậy chúng ta có một trường hợp của số 1 và một trường hợp của số 2. Sau đó chúng ta xuống vị trí này, các bạn sẽ tiến hành là so sánh thực hiện giống như hồi nãy các bạn ha. Đó, thì ở cách làm này thì có vẻ gì nó toán học hơn, nó hay hơn các bạn ha. Đó, chúng ta đã số hóa cái ký hiệu họ nhập vào. Thì với vấn đề số hóa này thì phát sinh vấn đề các bạn rất là hay hiện nay trên thế giới các bạn ha, chính là đó là vấn đề người ta gọi là AI các bạn. AI, các bạn xem lại cái video 2A ha. AI là nó dựa vào liên quan đến cái big data, tức là khoa học dữ liệu hoặc là dữ liệu lớn, và liên quan đến toán thống kê các bạn ha. Các bạn thấy không ạ? Hiện nay là tất cả những vấn đề mà dữ liệu được truyền trên thế giới được lưu vào trong cái hệ thống máy chủ, và máy tính sẽ lưu giữ tất cả lại và phân tích ra bởi cái big data, bởi cái toán thống kê các bạn ha. Thì với cái tình huống ở trên màn hình thì các bạn đã thống kê được là khi nào thì người thắng, khi nào người một thắng, khi nào thì người hai thắng các bạn ha, là nhờ cái chức năng này các bạn, nhờ chức năng thống kê. Như vậy là sau này tất cả dữ liệu trên thế giới được đưa vào hệ thống máy tính trên thế giới là truyền qua các cái máy chủ và lưu lại phân tích thống kê ra. Thì với cái bài ở trên màn hình, đây là một mức độ sơ đẳng nhất của AI, tức là của trí tuệ nhân tạo. Các bạn đã đưa vào máy theo kiểu toán học và đúng theo là cái AI hiện nay là dựa trên cái big data, dữ liệu lớn, và dựa trên cái toán thống kê các bạn ha, rất là hay. Như vậy ở trên màn hình đó là vấn đề là các bạn đã số hóa dữ liệu và bài giải ở bên tay trái. Master Lan Dương mời các bạn đến phiên bản version 2 là nâng cao của cái phiên bản 1A 1B. Ở phiên bản số 2 chúng ta có yêu cầu như sau, là viết cái chương trình trò chơi đá bao kéo, yêu cầu là người chơi với máy. Yêu cầu của cái đề tài này là chúng ta sẽ nhập ký hiệu của người và phát sinh ngẫu nhiên ký hiệu của máy. Sau đó in ra cho biết người thắng hoặc là máy thắng hoặc là hòa nhau. Thì để làm bài này ha, Master Lan Dương sẽ đề nghị các bạn như sau. Chúng ta sẽ giữ lại phần lớn cái các lệnh của cái bài và zone 1A, 1B. Các bạn làm như sau. Chúng ta sẽ vào file, các bạn chọn lệnh cell S. Các bạn đặt tên là quản tù tì và zone 2 các bạn ha. Đó, đây các bạn, và zone 2. Các bạn sửa lại đây cho nó hợp lý. Hai. Sau đó ở đây các bạn, vì là chơi với máy nên chúng ta sẽ không có N2, bỏ N2 các bạn ha. Chỉ có người một thôi. Và máy sẽ phát sinh ngẫu nhiên, vậy là máy sẽ là con số các bạn ha, số. Đó, số. Và N là cái chúng ta số hóa cái ký hiệu của người một. Như vậy chúng ta có M và N, M là máy, N là người. Tiếp theo ở phần này các bạn sẽ nhập vào và chúng ta sẽ không có ghi là nhập ký hiệu của người một, mà chúng ta ghi là nhập ký hiệu của người thôi, người chơi là đá kéo bao. Read line N1 các bạn ha, giống như là vẹt rông 1A 1B hồi nãy. Tiếp theo, chỗ này các bạn sẽ không có nhập ký hiệu của người 2, các bạn bỏ đi. Mà ký hiệu của bây giờ, thay vì của người 2, đó là của máy. Thì để nhập cái giá trị cho máy, chúng ta phải nhập ngẫu nhiên. Các bạn thấy yêu cầu ở trên bài chúng ta là chúng ta sẽ nhập ngẫu nhiên. Các bạn ha, phát sinh ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên, ký hiệu của máy tính. Thì để phát sinh ngẫu nhiên ký hiệu này thì các bạn đến một cái vấn đề ở trong lập trình, đó là cơ chế tạo số ngẫu nhiên trong Pascal. Để tạo số ngẫu nhiên thì các bạn dùng thủ tục là randomize. Thủ tục này để khởi tạo cái cơ chế tạo số ngẫu nhiên các bạn ha, tức là tùy theo máy ra số nào thì tùy theo máy. Tiếp theo, hàm random mở ngoặc x là cái hàm để tạo số nguyên mà ngẫu nhiên có giá trị từ 0 đến x trừ 1. Ví dụ các bạn nhập x bằng 10 thì sẽ tạo ra số ngẫu nhiên từ 0 tới 9 các bạn ha. Rồi. Và để thực hiện điều này các bạn sẽ làm như sau. Ở đây chúng ta đã khai báo nguyên M là số. Vậy các bạn ghi như sau. Để thực hiện cơ chế ngẫu nhiên thì ở dưới lệnh begin các bạn, dưới cái từ khóa begin các bạn sẽ dùng một cái thủ tục là randomize. Chấm phẩy các bạn ha, randomize là một cái thủ tục tạo số ngẫu nhiên. Đây là một cái lệnh nên phải kết thúc lại dấu chấm phẩy các bạn ha. Đây là yêu cầu Pascal. Tiếp theo, các bạn sẽ tạo ra số ngẫu nhiên và lưu vào cái biến M của máy, thì các bạn sẽ ghi là M hai chấm bằng là random mở ngoặc ra. Ở đây chúng ta sẽ tạo cho máy các số là 0, 1, 2. Như vậy chúng ta ghi là số 3 các bạn.
Bởi vì theo cái quy định của Pascal, khi các bạn ghi là run DOM 3 nghĩa là tạo số ngẫu nhiên là 0, 1, 2 các bạn ha. Rồi, như vậy là với cái thực hiện này các bạn đã có cái ký hiệu của người và của máy. Sau đó các bạn thực hiện số hóa cái ký hiệu của người. Ở đây ở Mắt Tân Dương dùng miếng N các bạn ha. Đó, để số hóa cái ký hiệu của người. Ở đây là N 2 chấm bằng upcase của N1, nghĩa là lấy cái ký hiệu N1 đưa thành hoa và gán vào N. Như vậy N là số in hoa. Sau đó các bạn thực hiện việc là số hóa bằng cách là các bạn ghi là if N1 bằng D, thì ở đây các bạn sẽ là N các bạn ha. N. Rồi, như vậy chúng ta có N là người. N là người. Vậy từ ba cái N ở đây, N1 ở đây các bạn có ba tình huống, thì N1 đó với ba tình huống đó sẽ có ba giá trị của N là 0, 1, 2. Như vậy với cái chỗ này thì các bạn sẽ không cần phải số hóa N2 nữa vì không còn cái N2, các bạn xóa đi. Và đây các bạn đơn giản thôi, các bạn so sánh là gì? Bây giờ chúng ta có hai biến là M với N các bạn ha. Đây, M là ký hiệu của máy random và N là của người, thì các bạn sẽ thực hiện ở đây, các bạn ghi là nếu ký hiệu của máy bằng của người, của máy bằng của người thì là hòa các bạn ha. Còn nếu ký hiệu của máy, của máy cộng 1 bằng của người. Tương tự, nếu mà máy bằng 2 mà người là N bằng 0 thì là máy thắng các bạn ha, máy thắng hay là computer win các bạn ha, computer thắng. Còn ngược lại thì là người thắng các bạn ha, không có số 2 nữa, người thắng. Như vậy với cái thực hiện này các bạn lưu lại F2 và nhấn cột dấu chính. Và các bạn nhập, ví dụ nhập vô ký hiệu của người là K thì là computer thắng. Ở đây các bạn thấy chúng ta nhập ký hiệu của người, còn máy tự phát sinh nên chúng ta không biết được là máy ra cái ký hiệu nào. Vậy chúng ta phải thêm một cái câu là ký hiệu của máy là, các bạn như sau. Các bạn sẽ thêm ở đây các bạn. Sau khi các bạn đã phát sinh ra cái này rồi thì bạn sẽ thực hiện là if các bạn ha. If làm sao các bạn? If là nếu như M bằng 0 đen thì các bạn sẽ in ra một câu write màn hình ra là write line các bạn ha, là ký hiệu của máy là của ký hiệu computer là các bạn ha, computer đi, computer cho ngắn gọn bạn ha, là nháy phẩy là nếu M bằng 0 thì từ nãy đến giờ chúng ta đã quy ước bằng 0 tức là đã, vậy đã các bạn ha, là D. D đi các bạn, là D các bạn ha. Rồi, là D. Tiếp tục các bạn sắp copy xuống. Vậy nếu M ra 1 thì ký hiệu của máy là K, là kéo. Và ngược lại, nếu M ra 2 thì ký hiệu của máy là B. Đây các bạn ha. Như vậy là với khi mà máy tính phát sinh số ngẫu nhiên và chúng ta đặt cái if này để ta write là in ra cái ký hiệu của máy các bạn ha. Ở đây chúng ta có 3 if, tuy nhiên là chỉ có một trường hợp thôi, bởi vì M có một trường hợp trong 3 trường hợp sẽ ra. Vậy chúng ta có một cái câu write thôi các bạn ha. Rồi bạn quan sát chạy thử. Chúng ta nhấn F2 của dấu chính. Các bạn nhập vô người, bây giờ các bạn nhập ra là D. Các bạn thấy ở trên mình ghi ra là ký hiệu của máy là K. Vậy người là D, máy là K, vậy là người thắng. Vậy là vì người là D, đập kéo. Tiếp tục, các bạn nhập vô người là D, bây giờ máy ra là B, bao, vậy là máy thắng, cầm người thắng. Bao thì thắng đá. Tiếp tục, các bạn nhập D tiếp tục, vậy là người máy thắng. Vì ở đây chúng ta thấy chúng ta nhập D nhưng mà máy ra ngẫu nhiên các bạn ha. Vậy tóm lại là với cái ví dụ nhập K đi, chúng ta có máy thắng vì đá đập kéo. Bạn thấy không, với cái làm này chúng ta sẽ đã thực hiện một cái game thú vị chơi giữa người và máy tính các bạn ha. Rồi, toàn văn bài giải của bài này ở trên màn hình các bạn. Các bạn hãy tua lại ở các phần trước để các bạn xem toàn bộ bài giải này. Video số 4 đến đây là hết rồi. Hy vọng các bạn đã biết cách để tạo ra một cái trò chơi mà hồi tuổi thơ các bạn hay sử dụng, hay chơi bằng cái cách lập trình trong Pascal. Hy vọng các bạn sẽ áp dụng cái này trong các cái bài tập tiếp theo, đặc biệt là cơ chế tạo số ngẫu nhiên. Các bạn nhớ nhấn like, share, và bạn nào chưa đăng ký hoặc chưa subscribe kênh thì hãy đăng ký hoặc subscribe kênh và nhớ nhấn cái chuông ở với video để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Mr. Đăng Dương Channel.
Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Bác Tăng Dương Channel. Xin cảm ơn.